99 anh em nhá. Xe mới về chất cực kỳ luôn. Giá cả thì cực kỳ hợp lý với túi tiền anh em bỏ ra. Con này là anh em bế về là đi làm thôi. Đang cho xe làm bên kia luôn kìa. Đó. Con Hyundai này thì mới về mọi người nhé, 60/9. Anh em là đang có nhu cầu thì có thể liên hệ trực tiếp số điện thoại của mình. Giá cả em này thì cực kỳ là ổn định rồi, đẹp. Con này là anh em cứ bốc về bế về là đi làm thôi. Giá cả hợp tình hợp lý luôn. Nú. Ok. Này xích đẹp lắm.
ngọc thì zin như ngọc trinh anh em ạ. Vâng, zin luôn. Vâng, zin như ngọc trinh. Nhìn cái ốc này biết ngay này. Nhìn cái ốc này biết ngay. Con ốc xả gió nó mới xả có mấy lần. Đây này, nhìn con ốc này biết ngay, nếu mà động cà lê phát nó test ngay được cái đầu này ra. Đây này, máy làm vào rồi mấy con ốc này nó bung hết này. Mấy con ốc này. Con này đời bao nhiêu vậy? 23 nhỉ. Đây anh em cái nhìn cái ốc này biết ngay thôi. Ốc này. Mình chân lại cái màu nó khác. Đấy, ốc zin đúng không? Ốc zin. Mình chân lại. Con này có zin cứng. Cứng ngắc thôi. Hết rồi đó, không có gì để mà làm nữa. Không làm sạch. Để quay chi tiết. Con chưa có gửi, con chưa có đăng, chưa có làm xong, con chưa có gửi. Làm xong không có gì. Hôm qua quay đưa cho khách nó coi tối lắm. Tối hồi đó có thấy gì. Quay ban ngày này. Con này dàn chân đẹp. Chân đẹp cầm nó không một với lại xích nó đẹp luôn. Xích nó chưa bứt nhão luôn. Xích chưa nhão, đó. Nó ủi. Ấy luôn. Kênh thì bật rồi đó, bật lâu rồi mà. Cái kênh của thằng Xuân Mạnh Vlog với mấy kênh kia nó mạnh nè. Đúng rồi, một ngày nó đang máy đang làm thôi. Máy đang với lại video test thử máy ở chỗ này chỗ kia nó chỉ những cái thứ mà đặt thử máy được đồ. Nói chung là chỉnh những thứ cơ bản. Cơ bản thì nó sốc. Dàn chân cực kỳ đẹp mọi người nhá. Quay toa này. Con này cổng nát. À vừa anh đi qua anh tưởng thấy con này cổng. Cabin này thì đẹp rồi. Máy lạnh các thứ đầy đủ luôn, rất run. Đầy đủ hết. Ân đó là bóp xe đi luôn, chả cần làm gì nữa. Đây 23. Như là lên xa về thôi. Đổi rau rồi anh em có nhu cầu mua có thể liên hệ trực tiếp số điện thoại mình góc trái màn hình video nhé. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người.